Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Vụ bé 5 tuổi tử vong trên xe. Người đứng đầu cơ sở mầm non đối mặt với tình huống pháp lý nào? Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, ngoài người phụ trách đưa đón học sinh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của tài xế và người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc xây dựng quy chế đưa đón đảm bảo an toàn cho học sinh. Cụ thể, liên quan đến sự việc bé trai 5 tuổi ở Thái Bình bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến tử vong thương tâm, ngày 30 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với cô giáo đảm nhiệm việc đưa đón học sinh bằng xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2. Lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với cô giáo làm nhiệm vụ đưa đón học sinh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp phân tích, với kết quả xác minh của cơ quan chức năng mà báo chí đã nêu, có căn cứ để khởi tố người phụ trách đưa đón trẻ về tội cố ý làm chết người và sẽ tiếp tục làm rõ về quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp để xác định tội danh cho phù hợp. Trường hợp xác minh các đối tượng vô ý làm chết người, một người sẽ bị khởi tố về tội vô ý làm chết người với hình phạt cao nhất 5 năm tù. Nếu quá trình điều tra có căn cứ cho thấy hành vi là vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp sẽ chuyển sang điều 129 Bộ luật hình sự với hình phạt 5 năm tù do hậu quả chỉ tử vong một người. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của người lái xe và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục này trong việc xây dựng quy chế đưa đón học sinh, các quy tắc đảm bảo an toàn trong việc đưa đón học sinh, cơ chế kiểm soát hoạt động đưa đón để xem xét có hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng hay không, hoặc có hành vi vô ý làm chết người với vai trò đồng phạm hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài tội vô ý làm chết người, Bộ luật hình sự còn có quy định về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp. Bởi vậy, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ quy tắc về việc đưa đón học sinh trong lĩnh vực giáo dục được quy định như thế nào, cơ sở giáo dục này đã có quy định hay chưa để xem xét có thể chuyển tội danh sang tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp hay không. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy, ngành giáo dục và cơ sở giáo dục này đã có quy tắc, nội quy, quy chế về việc đưa đón học sinh, đã tập huấn nghiệp vụ, nhưng người được giao nhiệm vụ đưa đón đã không tuân thủ quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp, dẫn đến bỏ quên cháu bé, làm cháu bé tử vong, thì sẽ chuyển tội danh sang tội vi phạm theo điều 129 Bộ luật hình sự, với hình phạt cao nhất tới 5 năm tù. Cũng theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, có thể thấy đây không phải là vụ việc đầu tiên học sinh tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô. Trước đây, từng có một số vụ việc tương tự khiến dư luận xã hội bức xúc, gây hoang mang lo lắng cho các phụ huynh và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Bởi vậy, cần phải có những giải pháp tích cực để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường bằng xe buýt, bằng dịch vụ vận chuyển học sinh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm như thế này, trong đó phải kể đến quy trình quy định trong việc đưa đón học sinh vẫn mang tính tự phát, chưa có quy trình chuẩn, áp dụng thống nhất trong cả nước đối với các cấp học, bậc học trong việc đưa đón học sinh. Đặc biệt, chúng ta chưa có quy định tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các phương tiện và tiêu chí lựa chọn cán bộ có trách nhiệm trong việc vận chuyển, đưa đón học sinh. Phần lớn các cán bộ không được tập huấn các quy tắc đảm bảo an toàn, không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng về chuyên môn, nghiệp vụ. Việc tuyển dụng lựa chọn cán bộ thực hiện nhiệm vụ đưa đón học sinh của các cơ sở giáo dục hiện nay còn qua loa, đại khái, chưa đưa ra những tiêu chí tiêu chuẩn cụ thể, không có sự giám sát chặt chẽ và duy trì kỷ luật, dẫn đến nhiều khi cán bộ lơ là, thiếu trách nhiệm và có thể gây ra nguy hiểm cho các em. Để giảm thiểu những vụ việc tai nạn thương tâm đau lòng như thế này, cần thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp, trong đó hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em, đưa đón học sinh đến trường. Những hành vi vi phạm quy tắc đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế này cần được xử lý nghiêm bằng chế tài hình sự và mạnh tay đối với các cơ sở giáo dục coi nhẹ tính mạng của học sinh. Có như vậy mới giảm thiểu những vụ việc đau lòng như trên. Từ vụ bé 5 tuổi tử vong, cách để không bỏ quên học sinh trên xe đưa đón. Theo báo Tiền Phong, sự việc trẻ mầm non 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung 2, Thái Bình suốt 11 giờ đồng hồ khiến nhiều phụ huynh sốc, lo lắng. Bởi thực tế, năm nào ngành giáo dục cũng yêu cầu các nhà trường kiểm tra, ra soát quy trình xe đưa đón
nhưng vẫn để xảy ra sự việc đáng tiếc. Vào tối 29 tháng 5, thông tin trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non suốt một ngày dài, gây rúng động. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ về sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của những người trong quy trình đưa đón trẻ, như tài xế, cô giáo phụ trách đưa đón trẻ, giáo viên chủ nhiệm và quản lý nhà trường. Trong đó, với trách nhiệm của cô phụ trách đưa đón trẻ, sau khi xe đến trường, tài xế mở cửa, cô phải điểm danh để bàn giao cho lớp. Hay tài xế trước khi tắt máy cũng cần kiểm tra xe một lượt, đảm bảo không có trẻ ngủ quên. Nhiều người có kinh nghiệm cho rằng trẻ mầm non, học sinh tiểu học khi ngồi trên ghế xe thường thấp hơn lưng ghế nên quan sát từ đầu xe sẽ bị khuất. Do đó, giáo viên phụ trách xe thường ngồi hàng ghế cuối xe để khi trả học sinh phải đi một lượt từ dưới lên trên nhằm kiểm tra các dãy ghế. Với giáo viên chủ nhiệm, đầu giờ sáng thường có việc điểm danh học sinh. Nếu trẻ vắng được bố mẹ xin phép, cô đã nắm được không sao. Nhưng đối với trẻ vắng không có lý do, cần phải liên hệ với phụ huynh để biết tình hình. Tuy nhiên, trong sự việc đau lòng ở Thái Bình, đã có sự lơ là, lỏng lẻo của các cá nhân trong chuỗi quy trình đưa đón, để lại hậu quả nghiêm trọng. Đó là sự ra đi của một đứa trẻ vô tội. Trên thực tế, đã có nhiều vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe đưa đón. Năm 2019, một trẻ lớp 1 trường Gateway Hà Nội cũng bị xe đưa đón của trường bỏ quên cả ngày dài và khi phát hiện, trẻ cũng đã tử vong. Cũng trong năm đó, một trẻ mầm non 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 9 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, khi phát hiện em này may mắn được cứu sống nhờ xe đỗ dưới bóng cây và lái xe trước đó đã hạ kính ít cm. Năm 2020, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội cũng bỏ quên một học sinh lớp 3 trên xe gần 1 giờ đồng hồ do em này ngủ quên và giáo viên phụ trách xe chủ quan không kiểm tra. Sau khi tỉnh dậy, học sinh may mắn tự mở được cửa xe để vào lớp. Ngày năm 2023, cũng tại Hà Nội, trường tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy cũng bỏ quên học sinh trên xe sau chuyến dã ngoại vì ngủ quên và giáo viên bỏ qua khâu điểm danh. Chỉ khi trẻ tỉnh dậy, may mắn có điện thoại nên đã liên lạc với mẹ cầu cứu. Nói về tình trạng trẻ bị bỏ quên trên xe đưa đón, ông Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie Hà Nội nói rằng, đối với hoạt động đưa đón học sinh, chỉ cần sơ sót một giây có thể để lại hậu quả khôn lường. Ngoài thực hiện nghiêm quy trình, có trách nhiệm với công việc, các nhà trường tổ chức hoạt động xe đưa đón cần có cả thiết bị công nghệ hỗ trợ. Thiết bị mà trường Marie Curie áp dụng nhiều năm nay khá đơn giản, đó là lắp chuông an toàn. Công tắc chuông được lắp ở cuối xe. Cơ chế của chuông an toàn là khi đưa học sinh đến trường buổi sáng hoặc trả học sinh về nhà cuối chiều, lái xe trước khi tắt máy ô tô phải xuống cuối xe tắt chuông an toàn. Việc này giúp lái xe có cơ hội quan sát toàn bộ các ghế để phát hiện nếu có bé ngủ quên. Nếu lái xe không xuống tắt chuông an toàn thì khi tắt máy ô tô, chuông sẽ kêu ầm ĩ suốt ngày. Ông Khang nói, nhà trường áp dụng giải pháp này từ năm 2019, mỗi xe lắp chuông chỉ mất không đến 1 triệu đồng. Như vậy, cách làm rất dễ lại rẻ tiền, thuận tiện và dễ hiểu, nhưng tránh được thảm họa đau lòng có thể xảy ra. Nhà trường có xe đưa đón nên áp dụng cách thức này sẽ hạn chế tối đa các tình huống có thể bỏ quên trẻ. Cũng theo ông Khang, cách làm trên được học từ hệ thống xe buýt đưa đón học sinh ở các nước như Mỹ, Canada. Việc quên học sinh trên xe buýt không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia nào bởi học sinh thường thức dậy đi học sớm, buồn ngủ và ngủ quên. Ngoài việc dùng chuông an toàn, mỗi năm học nhà trường có khoảng 2 đợt tập cho học sinh kỹ năng thoát hiểm để phòng trường hợp bị bỏ quên trên xe đưa đón thì phải xử lý như thế nào. Các em học sinh được lái xe và giáo viên dạy 4 kỹ năng thoát nạn gồm tự mở cửa xe từ phía trong, gọi điện thoại, bóp còi xe, phá cửa kính. 4 quy tắc thoát nạn mà nhà trường dạy trẻ. Dạy học sinh cách có thể tự mở cửa xe từ phía trong. Bấm còi và bật đèn xe thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ngay cả khi xe tắt máy. Gọi điện thoại cho cô giáo hoặc bố mẹ, trường hợp học sinh có điện thoại. Hướng dẫn trẻ cách dùng búa để phá cửa kính từ bên trong xe. Đương nhiên, muốn làm như vậy, xe đưa đón học sinh trước đó phải được kiểm tra các điều kiện, trong đó có búa để ở vị trí quy định, dễ thấy. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.